Vâng, gửi lời chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lại về một cái thùng kéo cắt cành trên cao, là một cái mẫu kéo giá rẻ dành cho các bác cắt hoa quả. Kéo rẻ nhưng mà chất lượng thì vô cùng là tốt các bác nhé. Đấy. Và với cái mẫu kéo này thì sau đây em sẽ chi tiết để các bác nhà mình nắm bắt được. Đây là dòng kéo cắt cành trên cao 3m. Dòng kéo có giá trị rất chi là thấp. Các bác xem video chắc chắn là cũng đang muốn biết giá cả của nó là bao nhiêu. Thì sau video em sẽ báo giá luôn để các bác mình lựa chọn cái mẫu kéo này. Đấy. Một cái dòng kéo cắt cành trên cao 3m. Và em vẫn luôn luôn về để phục vụ các bác hái quả. Đây nha các bác nhé. Đấy. Cái kéo này cái tên của nó sẽ là Hong Phan. Hong Phan. Dòng kéo 3m cắt giữ quả trên cao. Sử dụng rất chi là dễ nhé. Mỗi một chiếc kéo thì sẽ đi theo một cái lưỡi cưa như thế này. Và sẽ có cái hướng dẫn sử dụng sau đây. Cái này thì rất chi là dễ rồi các bác ạ. Khi các bác mua về sử dụng thì đã lắp ghép vào như này rồi. Cái chiều thu về của nó thì sẽ là 1m8. Và cái chiều kéo ra tối đa thì sẽ là 3m. Sử dụng nhé. Cái cách sử dụng em cũng bỏ luôn ra như này để các bác nhà mình đi xem sẽ biết luôn cái cách sử dụng. Sử dụng cực kỳ là dễ các bác ạ. Cái kim nó chỉ là chắc. Và em cũng mong muốn là khi các bác xem cái video thì sẽ xem kỹ nhé. Hàng tới nhà các bác được bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Cũng như có một bác ở trong Vũng Tàu, em nói luôn, hàng vào tới nơi thì bác bỏ độc cái đầu này ra và bỏ cái tay này ra để bác kiểm tra. Bác không hề tháo vào thân. Các bác phải hoàn toàn tháo hết ra như thế này để kiểm tra. Bởi vì khi mà các bác không bỏ giấy ra thì cái này nó kẹp vào như này thì làm sao mà các bác cắt được. Đấy, các bác nhé. Mới mua về này, mở tay cầm ra. Đây là phần tay cầm. Mình sẽ mở ra như thế này các bác ạ. Đấy, mở nhé. Cái tay của nó rất chi là chắc chắn đấy. Cái này các bác có thể cắt bưởi, cắt bòng, cắt nhãn. Mình sẽ tháo ra này. Đây là những cái lỗ chốt của nó này. Sẽ cho nó rơi vào đúng lẫy chốt như thế nhá. Cái dòng này này kéo ra tối đa nó sẽ là 3m. Hết tầm luôn này các bác này. Đấy. Cái này thì cách sử dụng rất chi là dễ nhé. Nếu như mà một cái cành ở trên cao như thế này, các bác chỉ cần luồn vào đúng đây. Cắt một cách nhẹ nhàng. Cắt một cách nhẹ nhàng như này là được nhé. Em sẽ thử. Đây, em sẽ cắt chùm nhãn này. Em sẽ thử cho các bác cùng xem một chiếc mẫu. Đấy, tỉa này là tỉa rơi trực tiếp nhé. Còn nếu mà muốn giữ cành quả trên cao thì mình sẽ quay mặt. Cái này thì nó có một phần là cắt giữ quả trên cao, một phần là tỉa cành rơi trực tiếp. Em phải cắt cái cành trên cao này hơn. Không có cành nào còn quả nữa được vậy. Đây nhá, nếu như muốn giữ quả thì mình sẽ cắt như thế này. Em phải cắt tiếp một cành nữa này. Cái kia là dễ sử dụng nhá. Đấy. Đây là cái cách cắt giữ quả. Thì với chiếc kéo cắt cành trên cao này, khi sử dụng xong các bác sẽ thu nó vào cái phần tay cầm. Mình sẽ thu vào như này nhá. Ôi sao nữa. Đấy. Mình sẽ thu vào như này này các bác này. Tất cả cái ống nhôm của nó thì đều là ống nhôm hợp kim. Đấy, một chiếc kéo trên cao thì khi gửi cho các bác thì em cũng sẽ bỏ ra kiểm tra rất cẩn thận. Đây là mẫu kéo 3m, thu về 1m8. Dòng kéo này dòng kéo xuất xứ Trung Quốc các bác nhé. Giá của nó đang là 450.000. Giá em miễn phí ship trên toàn quốc. Khi các bác tham khảo cái mẫu kéo này, hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo để đặt mua những cái mẫu kéo này nhé. Em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy. Và đầu số điện thoại thì em để ngay cạnh video này các bác ạ. Số điện thoại chính. Chào các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.